Từ ngày 1 tháng 12 tới, bộ phim tài liệu Việt Nam Tổ quốc nhìn từ biển do hãng phim tài liệu và điện ảnh Nhân dân sản xuất sẽ chính thức phát sóng rộng rãi trên hầu hết các kênh đài truyền hình trong cả nước. Bộ phim được công chiếu vào đúng dịp 40 năm ra đời Công ước về luật biển của Liên Hợp Quốc và 10 năm luật biển Việt Nam. Bộ phim gồm 40 tập, thời lượng mỗi tập từ 25 đến 30 phút, nội dung được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Phần thứ hai, phát triển kinh tế biển. Và phần thứ ba, đề cập đến đời sống văn hóa biển đảo. Bộ phim nhằm phản ánh, tuyên truyền một cách toàn diện, khách quan, chân thực, nhiều chiều về biển đảo Việt Nam. Trong đó, một trong những vấn đề quan trọng được đề cập đến là những căn cứ lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định và bảo vệ chủ quyền Việt Nam đối với biển đảo, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ đó, ekip làm phim muốn truyền đi thông điệp. Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, trong triều đại phong kiến nào, thể chế chính trị khác nhau, có thể có lợi ích đối kháng, nhưng tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của người Việt thì luôn luôn được phát huy cao độ.